Xin chào các bạn, tôi là Hương Giang. Chào mừng đến với ENV Show, một chương trình sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho các bạn liên quan đến những vấn đề bảo tồn các loài động vật hoang dã ở Việt Nam. Tháng 4 này, ENV sẽ điểm lại những chuyển biến tích cực liên quan đến loài gấu diễn ra trong năm nay tại Việt Nam. Bạn có biết là Việt Nam đang trên đà chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật? Và bạn có biết là hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật là gì chứ? Em không biết đâu. Vậy thì ở Việt Nam hiện nay đang có bao nhiêu cá thể gấu bị nuôi nhốt ở trong các trang trại ạ? Chừng nghìn con đấy chứ không biết đâu. Các chú gấu thì thường bị săn bắt một cách trái phép từ tự nhiên để đưa vào những trang trại phục vụ cho ngành khai thác lấy mật. Chúng sẽ phải sống trong một cuộc sống tù túng và khổ sở. Thật đáng buồn phải không ạ? Tuy nhiên là có một tin vui khi mà ngày càng có nhiều chủ trại gấu muốn trao trả gấu một cách tự nguyện để cho chúng có một cuộc sống tốt hơn, đồng thời góp phần phục hồi quần thể gấu ở trong tự nhiên. Chú gấu đi được nuôi từ nhỏ, lúc còn ấm trên tay, nó có hai con, rồi một con nó bị xảy ra bị tai nạn, qua đời từ lúc mười mấy năm nay con này có một mình, cho nên thấy nó buồn quá muốn cho nó về tự nhiên luôn. Mục đích ban đầu là mọi người nói là nuôi để lấy mật, là làm được cái gì trị bệnh gì đó rồi đó. Thực sự việc nuôi nhốt gấu là do ảnh hưởng bởi cái việc họ nói là mật gấu có giá trị trị bệnh gì đó, rồi họ bị đồn thổi lên rồi mua để nuôi để kinh tế. Còn mình thì thấy không nên, cái việc đó là không có đúng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017 đã bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, các hành vi săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt gấu trái phép và tàng trữ, buôn bán mật gấu hoặc các sản phẩm từ gấu có thể bị phạt tù lên tới 15 năm. Ngoài ra, chính phủ cũng đã có những cam kết mạnh mẽ trong việc chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật vào năm ngoái, tạo tiền đề cho việc giảm thiểu số lượng gấu bị nuôi nhốt trong năm nay. Với sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và địa phương cùng các tổ chức bảo tồn, hiện nay số lượng gấu bị nuôi nhốt đã giảm từ hơn 4.300 cá thể trong năm 2005 xuống chỉ còn khoảng 900 cá thể tính đến cuối năm 2017. Có thể bạn đang tự hỏi là liệu những chú gấu này sẽ đi về đâu nếu như chủ gấu trao trả lại chúng? Quay trở về tự nhiên chăng? Thật không may, khi gấu đã bị nuôi nhốt ở trong trang trại rất nhiều năm thì chúng đã mất những bản năng để có thể sống ở trong môi trường hoang dã. Hiện tại ở Việt Nam có 3 trung tâm cứu hộ gấu chuyên biệt là trung tâm cứu hộ gấu ở Tam Đảo, trang trại bảo tồn gấu ở Ninh Bình và trạm cứu hộ gấu ở Cát Tiên. Cả 3 cơ sở này luôn sẵn sàng tiếp nhận gấu và có những kế hoạch phù hợp để giúp những chú gấu này cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống ngoài chuồng cũi. Nếu các bạn nghĩ rằng là những cá thể gấu đang sống ở ngoài hoang dã hoặc là đang bị nuôi nhốt ở trong các trang trại sẽ không có cơ hội để được sống tự do và hạnh phúc, thì hãy xem câu chuyện dưới đây. Những cá thể gấu ở Việt Nam đang phải sống trong điều kiện khổ sở đằng sau song sắt, phải chịu đựng những đau đớn khôn cùng chỉ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mật gấu. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, đã có một sự thay đổi tích cực trong tư duy và những nỗ lực cải thiện thực trạng nuôi nhốt gấu trên toàn quốc. Ngày hôm nay thì chúng tôi đến kiểm tra một số những cái chủ hộ nuôi nhốt gấu ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thì mục đích của những cái cuộc kiểm tra như này là chúng tôi cũng muốn khảo sát cái điều kiện nuôi nhốt gấu ở địa phương, cũng như là cũng mong muốn là trao đổi với các cái chủ nuôi nhốt gấu để có thể tiến tới cái việc chuyển gấu cho các cái trung tâm cứu hộ. Và thật sự là trong cái chuyến đi này thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, bởi vì là cũng đã có một hộ gia đình là nhà bác trách thì cũng đã đồng ý là sẽ chuyển giao hai cá thể gấu mà bác đã nuôi nhốt rất là nhiều năm để được về với trung tâm cứu hộ. Hai cá thể gấu này là vào khoảng năm 2005. Ở đấy tôi nuôi nó là một con gấu nhỏ thôi. Và đến bây giờ thì nó to như thế này. Chúng tôi đồng ý chuyển hai cá thể gấu này về trung tâm bảo tồn thuộc tỉnh Ninh Bình. Thật ra thì đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, bởi vì là cho đến nay thì cả nước chúng ta thì đã có 20 địa phương không còn gấu nuôi nhốt, và những cái địa phương như Thái Nguyên và cũng nhiều những cái địa phương khác thì cũng đang dần dần tiến tới cái mục tiêu là không có gấu nuôi nhốt. Chúng tôi là cái đơn vị đang tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp, hiện nay đang xây dựng được một cái kế hoạch hành động để bảo tồn gấu. Tức là trong giai đoạn 5 năm tới thì làm sao đó thì các cái trung tâm nuôi nhốt gấu phải được chấm dứt, và chấm dứt cái tình trạng nuôi nhốt gấu để lấy mật. Thì hầu như là các cái chủ trang trại này về cái quy cách chuồng trại nó chưa đảm bảo. Còn nếu mà đưa về các cái trung tâm cứu hộ hiện nay như ở Tam Đảo, như ở Công viên Động vật Hoang dã Ninh Bình thì có đủ năng lực và có đủ kinh nghiệm và có cái kinh phí để quản lý, thì tôi tin rằng rõ cái vấn đề đưa vào trong những trung tâm này thì nó sẽ quản lý rất là tốt hơn. Và cái tuổi thọ của các cái cá thể gấu còn lại sẽ đảm bảo bảo tồn. Dường như viễn cảnh dành cho loài gấu ở Việt Nam đang trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, cho đến khi cá thể gấu bị nuôi nhốt lấy mật cuối cùng được tự do thì hành trình đấu tranh vẫn còn dài. Để có thể chung tay bảo vệ các loài gấu ở Việt Nam, chúng ta có thể khuyến khích gia đình và người thân không sử dụng mật gấu, trở thành tình nguyện viên đồng hành với ENV trong các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, thông báo các vi phạm về gấu tới đường dây nóng miễn phí của ENV 1800 1522. Hãy cùng chung tay chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam. Vậy là ENV Show lần này đã khép lại. Hãy nhớ rằng chính bạn cũng có thể trở thành một chiến binh để bảo vệ các loài động vật hoang dã. Hãy cùng ENV hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng.